Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, nối từ điểm cầu trường chính trị thành phố đến các quận, huyện ủy và các đảng ủy trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng và đảng ủy các phường xã trên địa bàn thành phố. 5 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy trên địa bàn thành phố gắn vững việc học tập và làm theo gương Bác trong điều kiện phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 nhằm lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tỷ lệ cán bộ đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%. Các địa phương đơn vị đã lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chuyên đề hàng tháng tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan đơn vị phù hợp với điều kiện nhiệm vụ chính trị. 100% các tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan đơn vị đã xây dựng tiêu chí chuẩn mực đạo đức để rèn luyện học tập và làm theo gương Bác. Hầu hết các tiêu chí đều mang nội dung cụ thể, ngắn gọn, thiết thực, dễ nhớ, dễ thực hiện. Qua quá trình thực hiện chỉ thị số 05 đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới như quận ủy quận liên kiểu với mô hình chi bộ giúp đỡ hộ nghèo, đảng bộ bộ đội biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng với phong trào nuôi heo đất tiết kiệm, mô hình khu dân cư thân thiện với môi trường, mỗi tuần một việc tốt, mỗi tháng một điển hình, quận ủy Sơn Trà, mô hình móc khóa an ninh, quận ủy Cập Lệ, mô hình 4 xin 4 luân trong cải cách hành chính của huyện ủy Hòa Vang, mô hình xe cứu hỏa tự chế, 3 biết 2 hỗ trợ quận ủy Thanh Khê, mô hình mỗi ngày làm thêm 1 giờ vì bình yên cuộc sống của nhân dân, đảng ủy công an thành phố, mô hình bánh chưng xanh vì người nghèo, đảng ủy quân sự thành phố. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị đã nêu ra một số mặt tồn tại hạn chế, đồng thời triển khai kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần phải quán triệt, tập trung, làm tốt 3 nội dung, học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.